tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIVS. Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của dự án luật và nhất trí với sự cần thiết ban hành luật. Giảm độ tuổi được quyền. Trong tờ trình trước Quốc hội, Chính phủ đề nghị không cần thiết duy trì quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIVS do việc huy động nguồn lực quỹ rất hạn chế, và hiện công tác chăm sóc người HIVS đã có các chính sách khác đảm bảo. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng vẫn nên duy trì hoạt động của quỹ này. Quỹ bảo trợ cho đối với những người nhiễm HIVS, đây là rất cực kỳ quan trọng và cũng đảm bảo có tính nhân văn của chính phủ, của nhà nước đối với những người nhiễm này. Nếu mà bỏ ra thì tại sao trong điều là 43 khoảng 1 mục CD thì lại có quy định nguồn tài chính hợp pháp khác, nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, biếu tặng cho của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Như vậy thì những tổ chức này tặng cho biếu, như vậy thì ai sẽ là quản lý cái quỹ này, cái nguồn này? Đại biểu Triệu Thanh Dung nhất trí với quan điểm của Chính phủ là nên dừng hoạt động của quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIVS do hoạt động của quỹ rất hạn chế. Trong vòng 12 năm từ 2008 đến 2020, quỹ mới chỉ huy động được hơn 5,7 tỷ đồng. Những năm gần đây, số tiền huy động có xu hướng giảm, cá biệt có những năm chỉ huy động được vài chục triệu đồng. Đáng chú ý, trong 5,7 tỷ đồng huy động được thì mới chi được 3,4 tỷ, vẫn còn tồn đọng 2,3 tỷ chưa sử dụng hết. Mục đích chính thành lập quỹ là hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm nhằm hỗ trợ người nhiễm HIVS được tiếp cận dịch vụ điều trị HIV và tổ chức chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn nặng của bệnh mà không có nơi nương tựa. Nhưng những năm qua, hoạt động của quỹ chủ yếu là tặng quà, mua sữa thay thế, mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ nhiễm HIV từ 6 đến 15 tuổi. Còn đối với việc chăm sóc, điều trị người nhiễm HIVS, trong thời gian qua chủ yếu từ nguồn tài trợ. Hai năm gần đây, Chính phủ đã có chính sách chuyển nguồn hỗ trợ điều trị người nhiễm HIVS từ nhà tài trợ sang sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, nên kinh phí quỹ dành cho mục đích chính này không đáng kể. Chung quanh dự án luật, đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện. Đại biểu đồng tình với quy định miễn phí xét nghiệm đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng với những phụ nữ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì vẫn nên quy định đóng góp một phần kinh phí khi xét nghiệm để bảo đảm sự công bằng với người tham gia và cũng là để khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.